Xin chào bố mẹ và các bạn. Dị ứng sữa là một trong những cái nhóm bệnh cũng khá là hay gặp ở các em bé. Và người ta ước tính rằng có khoảng từ 2 đến 4% em bé có tỷ lệ bị dị ứng sữa. Và dị ứng sữa đôi khi có những cái phản ứng rất là nguy hiểm mà bố mẹ chúng ta không biết đến. Bởi thế cho nên là bác sĩ Hương đã xây dựng ra cái khóa học chăm sóc em bé dị ứng sữa với mong muốn chia sẻ các kiến thức giúp cho các bố mẹ hiểu được lý do tại sao em bé bị dị ứng sữa, hiểu được là khi mà em bé bị dị ứng sữa thì các bố mẹ cần phải làm gì và cần phải lựa chọn sữa cho em bé như thế nào sao cho phù hợp, bởi vì sữa là nó là thức ăn duy nhất khi mà em bé mới ra đời. Điều đó rất là quan trọng trong cái quá trình chăm sóc, quá trình phát triển và trưởng thành của em bé. Vì thế cho nên cái khóa học này sẽ giúp cho các bố mẹ một cách tổng thể nhất về cái quá trình chăm sóc em bé bị dị ứng sữa. Mời các bạn đón xem cái quá trình này nhé. Cái quá trình khóa học sẽ bắt đầu sau đây. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.